Trên màn ảnh của các bác đang được xem cặp loa Max Intoc, một trong những cái cặp loa đến từ thương hiệu Audio nổi tiếng ở trên thế giới, một trong những thương hiệu bậc nhất về âm thanh trên thế giới. Cặp loa Max Intoc XRT18, vâng, một cặp loa siêu hiếm tại thị trường Việt Nam cũng như là trên thị trường audio trên thế giới. Cặp này tại Việt Nam thì có thể nói là cái số lượng người sở hữu chỉ đếm trên đầu ngón tay, một cặp loa siêu phẩm khủng long của hãng Max Intoc. Cặp loa được thiết kế với một loa subbass và một loa chung nằm ở trong một cái khối thùng. Khối thùng này có chiều cao 65 cm, chiều rộng 45 cm và chiều sâu là 30 cm. Đó là về cái phần superbass. Tiếp theo, cặp loa có một cái thanh chép dài và mỗi bên là 16 con chép của Max Intoc, rất là khủng long. Đấy, toàn bộ cặp loa này nặng cỡ một tạ các bác nhé. Riêng cái thùng super bass này đã phải nặng hơn 30 cân rồi, và thanh này thì cũng phải 25 cân, rất là khủng long luôn. Cặp loa này cho cái chất âm thật là khủng khiếp luôn. Và mỗi một cái thùng bass này nó sẽ kết nối với một cái thanh chép, và gọi là thùng chép đi. Một thùng bass sẽ kết nối với thùng chép và một thùng bass này kết nối với thùng chép, gọi là hai loa trái phải riêng biệt đấy các bác nhé. Vâng, nó cũng như là cái loa thông thường thôi, tuy nhiên là phần bass phần chép nó tách rời ra. Thì cái thanh chép này có cái chiều cao của nó lên tới 1m46. Các bác có thể đặt trên chốc loa bass hoặc là treo trên tường, vì phía sau của nó có một cái móc để các bác treo tường, và các bác khoan lỗ treo tường, và nó có cái dây kết nối từ bass ra chép. Cặp loa làm rất là kỹ. Đấy, phía sau của nó đây, phía sau của nó thì đây, có một cái móc này các bác có thể kết nối. Cái thanh này nặng khoảng 30 kg các bác nhé, một cái thanh chép. Đấy, dây kết nối nó bằng cái rắc 5 chân, răng 5 chân rất là nặng luôn. Cặp loa cho cái chất âm uy lực khủng khiếp. Và đặc biệt là cặp này về là series liền kề trùng số thôi. Series chép sẽ liền kề với series của bass, series chép sẽ liền kề với series bass, và hai cái thùng này là series liền kề nhau. Cặp này rất là hiếm ở trên thị trường, và các bác search giá trên mạng Tây, search mạng trên mạng eBay thì mạng eBay đang bán với cặp loa này với giá là 41 triệu đồng. Và 41 triệu đồng, và cặp bên em về đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, thùng gỗ mộc mạc theo thời gian, không hề sơn bản tút tát bất cứ một chút nào. Và đây là cái hệ thống loa chép, và ngoài cái hệ thống loa chép này nó có một cái e căng, và e căng là hít vào luôn. Đây em sẽ lấy cái giải e căng cho bác xem. Đây e căng của nó đây. Đấy, e căng của nó là một cái thanh sắt, khi mà đặt vào đây thì nó có một cái chốt đây, cái chốt đây, các bác cho đúng một cái lỗ này. Và phần ở dưới thì nó sẽ tự động hít vào luôn. Đấy, thì các bác lắp chép vào như thế. Cặp loa đẹp, không có một điểm trừ luôn. Bên này cũng thế các bác nhé. Đây, cái thanh chép đây. Thanh chép bằng sắt. Và bên ngoài có bọc vải, nhưng mà thôi em sẽ không lắp vào nữa. Em không lắp vào nữa. Em để hướng quay cho bác xem. 16 con chép Max Intoc
và hai bên là tương ương với 32 con chép. Riêng cái tiền chép này bóc ra bán lẻ là khoảng 1,5 triệu một cặp chép Mark Intoc này. Vâng, được làm bằng vỏ gỗ lạng, rất là tuyệt vời. Củ chép đom rất là gấu. Đây, phía bên sau của nó đây có cái phần móc chép và phía dưới có số seri. Phần mặt loa bát thì có một cái chiếc căng vuông vuông thì em để kia rồi, và em sẽ quay lại phía sau để các bác xem phía sau nó sẽ như thế nào. Đây, toàn bộ linh hồn nó nằm ở trong cái sau cái thùng này. Mark Intoc XT18 mà có số seri đây. Và đây là cái phần cọc loa bắp chuối ta kết nối từ âm ly vào. Và kết nối dây này ra loa chép. Dây loa chép là sử dụng giác loa 5 chân. Đấy. Và nó có hai cái cầu chỉ bảo vệ, một cầu chỉ bảo vệ chép và một cầu chỉ bảo vệ tổng hệ thống loa. Và em đặt trần cũng đã tháo cái loa ra và xem cái phân tần của nó. Thì bác nào quan tâm đến hình ảnh phân tần thì mời các bác kết bạn Zalo, app Zalo, Facebook em sẽ gửi ảnh phân tần. Cái phân tần của nó thì nó to đúng bằng cái mặt này luôn và nó đầy một đáy thùng, nó to đúng như này luôn. Cặp này rất là khủng long. Riêng cái thùng bát này đây em đang dê đi mà vất vả mới dê được cái thùng bát. Cặp loa nặng tới một tạ luôn. Cái thùng bát cao 65cm và cái chép cao 1m46cm. Khi mà các bác chồng loa chép lên loa bát thì nó cao ngất ngược 2m, rất là khủng long. Các bác nào có nhà rộng, không gian hoành tráng để bày cặp này thì tuyệt vời. Hai cái thanh chép các bác sẽ treo ở hai bên tường xa xa một chút, và hai cái quả súng bát các bác cũng đặt xa xa một chút để cho hiệu ứng âm thanh rất là bất ngờ luôn. Cặp này thì có thể nói là cái Việt Nam không có nhiều đó, số người sở hữu chắc có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và giá trên eBay đang bán là 41 triệu. Cặp bên em về đẹp xuất sắc và nguyên zin. Báo các bác nguyên zin nhé. Đặc biệt là cái gân loa bát này còn chưa phải thay thế này. Rồi gân còn zin này. Gân còn zin, các bác thấy cái màu của nó, cái màu theo thời gian này. Đấy, gân loa còn zin luôn. Gân loa mít cũng còn zin luôn. À, bên em bán cặp này giá rất là tốt, 29 triệu đồng thôi. 29 triệu đồng mà trên mạng Tây là bán 41 triệu đồng. Cặp em đẹp xuất sắc, nguyên zin bản. Và cũng xin nói thêm là cái phần loa chép này này thì không phải là loa nào nó cũng kêu như loa nào được. Cái hệ thống vào của nó là giắc 5 chân thì các cái loa sẽ đảm nhiệm các cái giải tần số khác nhau, chứ không phải là nó đều kêu hết như nhau đâu các bác nhé. Và nó sẽ đảm nhiệm các cái giải tần số khác nhau. Bát đập như sút luôn. Cặp này các bác chơi những phòng lớn cỡ khoảng 30 đến 50 mét thì tuyệt vời. Và bác nào có nhu cầu sở cặp loa này, mời các bác alo trực tiếp cho em số máy đang để trên màn ảnh nhỏ. Cặp loa độc nhất vô nhị có 102. Và mời các bác cùng xem.